Liêm xin kính chào quý nhà nông đang xem chương trình Thời tiết Thủy Văn được phát sóng định kỳ vào mỗi thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube An Phát Nông. Hôm nay tiếp tục đồng hành với chúng ta chính là vị chuyên gia quen thuộc, thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp đến từ Đài Khí tượng Thủy Văn khu vực Nam Bộ. Tôi Liêm xin chào thạc sĩ ạ. Kính thưa bà con nông dân và các bạn nghe đài. Vâng, bà con thân mến, chương trình ngày hôm nay sẽ là những thông tin thời tiết từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6 năm 2023. Và phần mở đầu ngày hôm nay chắc là Tú Liêm sẽ nhờ thạc sĩ thông tin về tình hình thời tiết những ngày vừa qua để bà con mình cùng biết ạ. Trong tuần qua thì từ ngày 14 cho đến ngày 20 tháng 6, thời tiết trên khu vực các cái tỉnh miền Đông và miền Tây khá là ổn định, sáng nắng, chiều mưa. Có nơi thì cũng có cái mưa vừa mưa to, ghi nhận vào ngày 18 tháng 6 tại Cà Mau là 97,8mm, Phước Long Bình Phước là 64,9mm, ngày nắng với nền nhiệt độ phổ biến trên toàn khu vực ở mức là từ 32 cho đến 36,3 độ. Và cái ngày mà nắng nhất xảy ra tại Biên Hòa ngày 15 tháng 6 là 36,3 độ. Vâng, mặc dù là có mưa nhưng mà tình hình thời tiết cũng khá là ổn định với việc xen kẽ những ngày nắng. Vậy thì thời tiết trong 3 ngày tới đây, cụ thể là từ ngày 21, 22 đến 23 có tiếp tục ổn định như những ngày vừa qua không ạ? Hiện tại thì cái rãnh thấp có trục ở vào khoảng là từ 25 đến 27 độ phía Bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng và phát triển về phía Đông. Gió mùa Tây Nam thì hoạt động với cái cường độ ổn định ở cái mức là trung bình. Dự báo vào những ngày giữa tuần từ thứ Tư đến thứ Năm thì cái rãnh thấp có trục ở vào khoảng là từ 25 đến 27 độ phía Bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén về phía Nam bởi bộ phận áp cao lạnh tăng cường yếu ở phía Bắc. Đồng thời thì cái hội tụ gió trên cao hình thành trên cái khu vực phía Đông Bắc Bộ hoạt động mạnh dần lên. Do vậy mà thời tiết ở khu vực các cái tỉnh Bắc Bộ nắng nóng sẽ thu hẹp và trời sẽ chuyển nhiều mây, có cái mưa rào và dông rải rác, và mưa thì cũng kéo dài gần như là hết tuần, cục bộ thì cũng có cái mưa to đến rất to. Trong khi đó thì khu vực các cái tỉnh Nam Bộ ở rìa xa phía Nam của cái rãnh thấp nên sự ảnh hưởng cũng không nhiều, kết hợp với cái gió mùa Tây Nam hoạt động với cái cường độ trung bình. Do vậy mà thời tiết trong những ngày giữa tuần ở khu vực các cái tỉnh miền Đông và miền Tây khá là ổn định, mây thay đổi, chủ đạo là sáng nắng chiều mưa, có nơi thì cũng sẽ có cái mưa vừa mưa to. Những cái cơn mưa dông thì thường kèm theo cái sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy, do đó mà bà con nông dân cũng cần phải đề phòng. Còn ban ngày thì là trời nắng với nền nhiệt độ trên toàn cái khu vực ở mức là từ 32 cho đến 35 độ và thấp nhất là từ 24 đến 26 độ. Riêng cái khu vực ven biển thì cái nhiệt độ ban đêm có thể dao động ở mức là từ 27 đến 28 độ. Vậy là những ngày giữa tuần này thì thời tiết duy trì khá ổn định do hoạt động không mạnh của gió mùa Tây Nam. Ngày nắng với nền nhiệt độ từ 32 đến 35 độ C, ven biển thì từ 27 đến 28 độ C. Thế thì trong những ngày cuối tuần này và đầu tuần tới, cụ thể là từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 6, thời tiết sẽ có diễn biến như thế nào thưa thạc sĩ? Còn đối với những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì cái rãnh thấp đi qua cái khu vực Bắc Bộ bị nén về phía Nam sẽ thiết lập nên một cái rãnh thấp có cái trục Tây Bắc Đông Nam và hoạt động mạnh dần lên nối với vùng nhiễu động hình thành ở cái khu vực ngoài khơi Nam và giữa biển Đông, kết hợp với cái gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần. Do vậy mà thời tiết trên cái khu vực các cái tỉnh Nam Bộ trong cái giai đoạn này trời sẽ chuyển nhiều mây, các cái tỉnh miền Đông và miền Tây sẽ có mưa trên diện rộng, nhiều nơi sẽ mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa sẽ vào trưa chiều cũng như chiều tối và đêm về sáng sớm. Mưa lớn thì có thể làm cho nước không thoát kịp, gây ngập cục bộ ở cái khu vực trũng thấp ven sông. Mưa dông thì kèm theo cái sấm sét, mưa đá, gió giật mạnh và lốc xoáy. Do đó mà bà con nông dân cũng cần phải hết sức lưu ý đề phòng. Do trời nhiều mây và có mưa cho nên là cái nhiệt độ trong ngày sẽ có xu hướng sẽ giảm từ 2 cho đến 3 độ, dao động ở mức là từ 28 cho đến 32 độ và thấp nhất thì từ 22 đến 25 độ. Trong tuần thì cái nắng mưa đang xen và có những cái mưa dông, đặc biệt vào những cái ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì cái mưa nhiều, trong cái mưa dông thì kèm theo cái sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Do đó mà các hoạt động ngoài trời và du lịch thì bà con cũng cần lưu ý đề phòng. Vâng, chúng ta thấy là hoạt động của gió mùa Tây Nam ảnh hưởng rất nhiều đến thời tiết của nước ta trong thời kỳ này, đặc biệt là khu vực miền Đông cũng như là miền Tây. Điển hình như là cuối tuần này thì chúng hoạt động mạnh dần và gây mưa trên diện rộng. Do mưa nên là nhiệt độ trong ngày cũng đã giảm đi ít nhiều.
và đến với tình hình thủy văn. Với tình hình mưa những ngày vừa qua và hiện tại thì chúng ta đã đến gần hơn với mùa lũ, thì mực nước được dự báo như thế nào rồi thưa cô? Còn đối với cái mực nước trong tuần trên các cái trạm trên sông miền Tây Nam Bộ thì sẽ xuống nhanh trong những ngày tới. Đỉnh triều trong tuần sẽ xuất hiện vào những cái ngày đầu, khoảng ngày 21 về tháng 6 ở cái mức là dưới báo động 1. Còn cái mực nước chân triều tại hầu hết các cái trạm xuất hiện vào những cái ngày đầu tuần ở cái mức là sấp xỉ hoặc là cao hơn so với cái tuần trước. Tại Long Xuyên vào ngày 23 tại tháng 6 thì ở cái mức là 1,46 m. Còn đối với khu vực sông Cửu Long từ nay cho đến tháng 9 năm 2023 thì tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Công về khu vực đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng dần và ở cái mức là thấp hơn so với cái trung bình nhiều năm từ 10 cho đến 20%. Do đó mà cái mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ dao động theo triều và có cái xu thế là sẽ lên dần. Tổng lượng dòng chảy cũng đã bắt đầu tăng dần rồi nên là bà con ở vùng trũng thấp, chúng ta cũng nên có sự chuẩn bị trước đi là vừa đúng không ạ? Và phần cuối của chương trình ngày hôm nay, Tú Liêm xin nhờ Thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp sẽ thông tin đến nhà nông về thời tiết biển cũng như là dành những lời khuyên dành cho bà con ngư dân mình ạ. Còn đối với thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì có cái mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông thì bà con ngư dân cũng cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau thì gió Tây Nam với cường độ ở mức cấp 5, giật cấp 6. Độ cao sóng thì từ 1,5 m đến 2,5 m. Đối với vùng biển từ Cà Mau, Kiên Giang, bao gồm quần đảo Phú Quốc thì cái gió Tây Nam ở mức là cấp 3, cấp 4, giật cấp 5. Có lúc cấp 6, độ cao sóng thì từ nửa mét đến 1,5 m. Riêng cái khu vực Vịnh Thái Lan thì cái gió Tây Nam ở mức là cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, độ cao sóng thì từ 1 cho đến 2 mét. Và trong tuần thì cái gió ở trên cái khu vực vùng biển ngoài khơi thì chủ yếu là với cái cường độ là trung bình. Tuy nhiên thì vào cái thời kỳ này thì mưa dông xảy ra trên cái khu vực vùng biển cũng khá là nhiều. Và mưa dông thì lại kèm theo cái gió giật mạnh cũng như là lốc xoáy, rất là nguy hiểm cho các cái phương tiện tàu thuyền, ghe xuồng nhỏ. Do đó mà bà con ngư dân thì cũng nên hạn chế ra khơi, nhất là những cái cơn mưa dông. Kính chào bà con nông dân và các bạn nghe đài. Vâng, rất chân thành cảm ơn Thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp với những thông tin thời tiết thủy văn trong tuần từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 6 năm 2023. Chúc cô thật nhiều sức khỏe và công việc được thuận lợi ạ. Bà con thân mến, với những dự báo của Thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp thì chúng ta cũng thấy là những ngày giữa tuần này thì thời tiết ổn định, nhưng mà sang cuối tuần thì trời chuyển nhiều mây và mưa trên diện rộng. Thời tiết thời kỳ này thì nắng mưa đan xen nên là những trà lúa đang trổ như là khu vực Dòng Truyền Kiên Giang, khu vực Tân Hồng, khu vực Tam Nông của Đồng Tháp nên lưu ý thêm đối với đối tượng lép vàng. Và bên cạnh đó thì những trà lúa sắp thu hoạch, nếu có thể thì chúng ta nên sắp xếp lại cho phù hợp nhé. Tú Liêm xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi. Nếu thấy chương trình hữu ích, hãy ủng hộ bằng cách đăng ký kênh để luôn luôn nhận được những thông tin hay về canh tác và những thông tin thời tiết kịp thời nhé. Chúc bà con sẽ có những ngày thuận lợi trong tuần cuối của tháng 6 này. Tú Liêm và cô Điệp xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau nhé.